Rồi các em tiếp tục nhé. Sau khi mình xem xong phần lý thuyết thì bây giờ để minh họa rõ cho cái phần 1 La Mã với 2 La Mã, các em cùng thầy xét các ví dụ. Đầu tiên, ví dụ thứ nhất, xét dấu các biểu thức sau. Biểu thức A, câu A, biểu thức A bằng 4 trừ 3x chia 2x trừ 1. À, như vậy thầy nhắc lại ha. Để xét dấu một biểu thức nào đó thì chỉ có thể xét dấu được khi biểu thức đó ở dạng gì? Thì nhắc lại ha, dạng tích. Có dạng tích hoặc là dạng thường. Nha. Được chưa? Hoặc vừa tích vừa thường chúng ta mới xét dấu được. Còn ngoài ra chúng ta không có xét dấu được ha. Vừa tổng vừa thường, vừa hiểu vừa thường, không xét dấu được nha. Nhớ lúc nào cũng một biểu thức các em muốn xét dấu được phải có dạng tích hoặc thường. Ở đây câu A chúng ta có dạng gì? Dạng thường chưa? Thường có nghĩa là A chia B nè. Được chưa? Rồi. Vậy để xét dấu bài này thì đầu tiên các em cho từng nhị thức bằng 0 thôi. Tìm cái nghiệm nè. Đây, nhìn y hệt nè. Đây, tìm các cái nghiệm nha. À, em nào chưa giỏi thì cứ làm bình thường, tìm nghiệm đàng hoàng vào bài làm luôn. Còn sau này chúng ta giỏi rồi, chúng ta không cần tìm nghiệm ngoài nháp cũng được. Nhưng mà thông thường là thầy cứ hướng dẫn học sinh thầy là làm chắc ăn cái đó. Được chưa? Vậy đầu tiên, như vậy thầy sẽ có nè. Thứ nhất, thầy sẽ cho cho cái tự bằng 0 trước đi. 4 trừ 3x bằng 0. Hầu như em nào cũng giải được rồi. Đúng không? X bằng mấy? X bằng 4/3. Rồi. Tiếp theo cho cái mẫu bằng 0 luôn. 2x cộng 1 bằng 0. Và thầy giải được x bằng trừ 1/2. Rồi, như vậy thầy tìm được hết hai cái nghiệm này rồi đúng không? Rồi, thì tiếp theo, bước tiếp theo, bảng xét dấu của thầy. Bảng xét dấu. Đầu tiên nè, x. Rồi, thầy xét dấu từng cái nhị thức, sau đó thầy mới xét dấu cái tích lại. Cái tích hoặc cái thường lại ha. Như vậy ta thấy nè, đầu tiên, nhị thức đầu tiên là 4 trừ 3x. Cái thứ hai, 2x cộng 1. Rồi, và cuối cùng, thầy đặt nó là biểu thức A. Rất dễ dàng phải không? Đây, thầy kẻ cho nó thẳng nè, lấy thước kẻ. Em quan sát nha. Rồi, như vậy cái dòng đầu tiên x của thầy xác định từ âm vô cùng đến dương. Rồi, tiếp theo mình sắp xếp các cái nghiệm này nè vào cái dòng x này. Và chúng ta sắp xếp như thế nào? Nhớ cho thầy, nhỏ đứng trước, lớn đứng sau, vừa vừa đứng giữa. Sắp đúng thứ tự nha, rất nhiều em sắp sai. Hề các em sắp sai một cái là nguyên cả bài của em sai hết. Nhớ chỗ đó nha. Rồi. Bây giờ mình có chỉ có hai số thôi, trừ 1/2 với 4/3. Cái nào nhỏ, cái nào lớn biết chưa? Biết rồi ha. Trừ 1/2 nhỏ hơn. Viết xuống. Rồi, tiếp theo. 4/3. Rồi, tiếp tục. Chúng ta nãy thầy bảo rồi, xét dấu cái thương là để ta xét từng nhị thức bậc nhất, sau đó mới chia cái dấu lại. Rồi,
Bây giờ 4 chia 3 x nè. À, nghiệm nó là 4/3. Như vậy chỗ này mình ghi 0, giống y hệt không? Đây, tại vì chia x bằng chiều b chia a thì fx bằng 0. Đây, đúng lý thuyết. Rồi, vậy còn cái chỗ trừ 1/2 này là gì? Nó là một số nào đó thôi. Kem gạch một gạch xuống như thầy. Một số nào đó, ví dụ giả sử thầy thay trừ 1/2 vô đây, em tính thử nè, ra một số nào đó thôi. Trừ 1/2 nhân cho trừ 3 được là 3/2. 3/2 mà cộng với 4, như vậy nhân 2 lên là 8. 8 cộng 3 11, 11/2 là một số nào đó thôi, cho nên các em ghi cho thầy một gạch xuống. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục nhìn coi, bắt đầu mình xét dấu nó luôn đi. Hệ số A bằng bao nhiêu? Quan trọng nhất của nhị thức bằng nhất, em biết được hệ số A thôi. Nhìn đây, hệ số A là bằng mấy? Trừ 3 không? Hệ số A có phải bằng trừ 3 không? Trừ 3 âm chưa? Rồi, âm thì mình cứ theo đúng cái quy tắc thôi, phải cùng trái trái. Phải cùng, bên phải cái nghiệm, bên phải nghiệm đúng không? Cùng dấu hệ số A. Rồi, phải cùng hệ số A trừ 3. Như vậy phải cùng là trừ nè. Rồi, bên trái, trái với dấu trừ là dấu cộng. Cộng, được chưa? Rồi, như vậy nhị thức bậc nhất đầu tiên thầy đã xét xong. Tiếp theo thầy xét cái nhị thức bậc nhất thứ hai. Rồi, các em nhìn chưa? À, nghiệm của cái 2x cộng 1 này là cái nào? Trừ 1/2. Như vậy chỗ này mình ghi số 0. Ý hệt chưa? Đấy, rõ ràng không? Tại vì chỉ x bằng trừ b chia a thì fx bằng 0. Rồi, tương tự, vị trí mà cái cột x bằng 4/3 nè, thì cái 2x cộng 1 này của mình là một số nào đó thôi, cho nên mình ghi một gạch xuống. Đây, có nghĩa là khi em thế 4/3 vào này, giả sử thầy thế 4/3 vào này ha, 4 x 2 là 8. 8/3 mà cộng 1, 8/3 cộng 1 nó cũng ra được 11/3. À, một số nào đó thì mình ghi một gạch thôi. Được chưa mấy em? Rõ chỗ này ha. Rồi, bây giờ xét dấu. À, nhìn cho thầy coi hệ số A bằng mấy. Hệ số A trong trường hợp này là bằng 2. Có thấy A bằng 2 không? 2 dương chưa? Dương. Rồi, xét bên phải. Có thấy bên phải không? Bên phải bên này nè. Bên phải đúng không? Cùng dấu hệ số A. Vậy lúc này chỗ này mang dấu cộng. Cộng nè. Rồi, bên trái, trái dấu, trái dấu hệ số này là trừ. Rồi, như vậy xong cái từng nhị thức bậc nhất chưa? Rồi, sau đó mình nhân dấu hoặc chia dấu lại nè. Bây giờ mình thấy nè, biểu thức A của mình là 4x trừ 3 chia 2x cộng 1. Vậy mình thấy nè, mình lấy mình chia đi. Cộng chia trừ ra gì? Dạ, trừ. Rồi, cộng chia cộng ra gì? Dạ, cộng nè. Và cuối cùng gì? Trừ chia cộng ra gì? Dạ, trừ. Dễ dàng không? Rồi, còn một cái chỗ này nè, em để ý nè, nghe chỗ này để bữa sau mình điền đúng chỗ này. Hai chỗ này, đúng không? Của x thì, của cái 2x cộng 1 thì tại vị trí này không? Này là một số nào đó. Còn của cái 4x trừ 3 thì tại vị trí x bằng 4/3 thì nó là 0. Nhưng mà vị trí của cái dòng 2x cộng 1 là một số nào đó thôi. Nhưng mà còn tổng quát lại của A thì nó như thế nào? Biểu thức A thì nó như thế nào? Nghe, nghe thật rõ ha. Và các em để ý giùm thầy, chỉ chú ý cái anh nào ở màu thôi. Ở màu, biết ở màu không? Biết chưa? Biết biểu thức ở màu ha. Vậy 2x cộng 1 của thầy ở màu nè. Cho nên tại 2x cộng 1 này mà bằng 0, biểu thức của thầy không xác định. Dạ, như vậy ứng với x bằng trừ 1/2 thì cái 2x cộng 1 này bằng 0 nè, thì không xác định nè. Không xác định thầy sử dụng 2 gạch. Đây, 2 gạch dọc xuống ha. Không xác định. Có nghĩa là khi thầy thay x bằng trừ 1/2 vào biểu thức này, trên tự thầy tìm ra một số, nhưng mà màu thì bằng 0, thì không xác định ghi 2 gạch. Được chưa? Rồi,
Còn tại vị trí x bằng 4 phần 3 thì ngồi coi coi cái biểu thức A của mình như thế nào. X bằng 4 phần 3 thay lên trên tử ra không chưa, mà thay xuống mẫu nó là một số nào đó thôi. Như vậy không chia một số nào đó chính là không. Rồi, như vậy là thầy đã hoàn thành xong cái câu A. Và công việc của chúng ta chỉ việc kết luận thôi, đúng không? Vậy A của mình có thể là gì? Âm. A âm khi nào nha? Em nhìn lên coi. Biểu thức A này, nhìn nguyên cái hàng A này này. A của mình mang dấu âm khi nào nha? A đây mang dấu âm. Rồi nhìn lên x của mình từ đầu tới đầu, âm vô cùng đến âm 1/2. Rồi A còn mang dấu âm ở chỗ nào? Khoảng này đúng không? Nhìn lên x mình từ đầu tới đầu, 4/3 đến dương vô cùng. Như vậy các em ghi vô thôi. A âm khi nào? Khi x thuộc cái nào? Trừ vô cùng đến trừ 1/2 hợp 4/3 cho đến cộng vô cùng. Và tương tự như vậy, A của thầy Dương kết luận được không? Mấy em kết luận được không? Các em tự kết luận nha. Thầy nói xuống phía dưới này thôi, tại vì phần dưới của thầy hết chỗ rồi, bảng thầy hết chỗ rồi. Vậy A âm xong, bây giờ nhìn A Dương. A nè, nhìn ngang cái hàng của nó, ngang cái hàng của A Dương đây nè, mang dấu dương. Nhìn lên coi x từ đâu tới đâu. X từ trừ 1/2 đến 4/3. Như vậy chỗ này em tự kết luận A Dương khi x thuộc âm 1/2 đến 4/3 trong khoảng đó. Rõ chưa? Rồi, như vậy các em ghi bài thật rõ cái câu A này vào cho thầy. Rồi các em tiếp tục nhé. Sau khi mình xem xong phần lý thuyết thì bây giờ để minh họa rõ cho cái phần 1 la mã với 2 la mã, các em cùng thầy xét các ví dụ. Đầu tiên ví dụ thứ nhất, xét dấu các biểu thức sau. Biểu thức A, câu A biểu thức A bằng 4 trừ 3x chia 2x trừ 1. À, như vậy thầy nhắc lại ha. Để xét dấu một biểu thức nào đó thì chỉ có thể xét dấu được khi biểu thức đó ở dạng gì? Thì nhắc lại ha, dạng tích. Có dạng tích hoặc là dạng thường. Nha. Được chưa? Hoặc vừa tích vừa thường chúng ta mới xét dấu được. Còn ngoài ra chúng ta không có xét dấu được ha. Vừa tổng vừa thường, vừa hiểu vừa thường, không xét dấu được nha. Nhớ lúc nào cũng một biểu thức các em muốn xét dấu được phải có dạng tích hoặc thường. Ở đây câu A chúng ta có dạng gì? Dạng thường chưa? Thường có nghĩa là A chia B nè. Được chưa? Rồi, vậy để xét dấu bài này thì đầu tiên các em cho từng nhị thức bằng không thôi. Tìm cái nghiệm nè. Đây, nhìn y hệt nha. Đây, tìm các cái nghiệm nha. À, em nào chưa giỏi thì cứ làm bình thường, tìm nghiệm đàng hoàng vào bài làm luôn. Còn sau này chúng ta giỏi rồi, chúng ta không cần tìm nghiệm ngoài nháp cũng được. Nhưng mà thông thường là thầy cứ hướng dẫn học sinh thầy là làm chắc ăn cái đó. Được chưa? Vậy đầu tiên, như vậy thầy sẽ có nè. Thứ nhất thầy sẽ cho, à, cho cái tự bằng không trước đi. 4 trừ 3x bằng 0. À, hầu như em nào cũng dạy được rồi, đúng không? X bằng mấy? X bằng 4/3. Rồi, tiếp theo cho cái mẫu bằng không luôn. 2x cộng 1 bằng 0. Và thầy dạy được x bằng trừ 1/2. Rồi, như vậy thầy tìm được hết hai cái nghiệm này rồi, đúng không? Rồi, thì tiếp theo, bước tiếp theo, bảng xét dấu của thầy. Bảng xét dấu. Đầu tiên nè, x
Rồi thầy xét dấu từng cái nhị thức, sau đó thầy mới xét dấu cái tích lại, à, cái tích hoặc cái thương lại ha. Như vậy ta thấy nè, đầu tiên nhị thức đầu tiên là 4 trừ 3 x. Cái thứ hai 2 x cộng 1. Rồi và cuối cùng thầy đặt nó là biểu thức A. Rất dễ dàng phải không? Đây thầy kể cho nó thẳng nè, lấy thước kẻ. Em quan sát nha. Rồi, như vậy cái dòng đầu tiên x của thầy xác định từ âm vô cùng đến dương. Rồi, tiếp theo mình sắp xếp các cái nghiệm này này vào cái dòng x này. Và chúng ta sắp xếp như thế nào? Nhớ cho thầy, nhỏ đứng trước, lớn đứng sau, vừa vừa đứng giữa. Sắp đúng thứ tự nha, rất nhiều em sắp sai. Hề các em sắp sai một cái là nguyên cả bài của em sai hết. Nhớ chỗ đó nha. Rồi, bây giờ mình có chỉ có hai số thôi, trừ 1 phần 2 với 4 phần 3. Cái nào nhỏ, cái nào lớn biết chưa? Biết rồi ha. Trừ 1 phần 2 nhỏ hơn, viết xuống. Rồi, tiếp theo 4 phần 3. Rồi, tiếp tục. Chúng ta nãy thầy bảo rồi, xét dấu cái thương là để ta xét từng nhị thức bậc nhất, sau đó mới chia cái dấu lại. Rồi, bây giờ 4 trừ 3 x nè, à, nghiệm nó là 4 phần 3. Như vậy chỗ này mình ghi 0, giống y hệt không? Đây, tại vị trí x bằng trừ b chia a, thì fx bằng 0. Đây, đúng lý thuyết. Rồi, vậy còn cái chỗ trừ 1 phần 2 này là gì? Nó là một số nào đó thôi. Kem gạch một gạch xuống như thầy. Một số nào đó, ví dụ giả sử thầy thay trừ 1 phần 2 vô đây, em tính thử nè, ra một số nào đó thôi. Trừ 1 phần 2 nhân cho trừ 3 được là 3 phần 2. 3 phần 2 mà cộng với 4, như vậy nhân 2 lên là 8. 8 cộng 3 11, 11 phần 2 là một số nào đó thôi, cho nên các em ghi cho thầy một gạch xuống. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục nhìn coi, bắt đầu mình xét dấu nó luôn đi. Hệ số A bằng bao nhiêu? Quan trọng nhất của nhị thức bằng nhất, em biết được hệ số A thôi. Nhìn đây, hệ số A là bằng mấy? Trừ 3 không? Hệ số A có phải bằng trừ 3 không? Trừ 3 âm chưa? Rồi, âm thì mình cứ theo đúng cái quy tắc thôi, phải cùng trái trái. Phải cùng, bên phải cái nghiệm, bên phải nghiệm đúng không? Cùng dấu hệ số A. Rồi, phải cùng hệ số A trừ 3. Như vậy phải cùng là trừ nè. Rồi, bên trái, trái với dấu trừ là dấu cộng. Cộng, được chưa? Rồi, như vậy nhị thức bậc nhất đầu tiên thầy đã xét xong. Tiếp theo thầy xét cái nhị thức bậc nhất thứ hai. Rồi, các em nhìn chưa? À, nghiệm của cái 2x cộng 1 này là cái nào? Trừ 1 phần 2. Như vậy chỗ này mình ghi số 0. Ý hệt chưa? Đấy, rõ ràng không? Tại vị trí x bằng trừ b chia a thì fx bằng 0. Rồi, tương tự, vị trí mà cái cột x bằng 4 phần 3 nè, thì cái 2x cộng 1 này của mình là một số nào đó thôi, cho nên mình ghi một gạch xuống. Đây, có nghĩa là khi em thế 4 phần 3 vào này, giả sử thầy thế 4 phần 3 vào đây ha, 4 x 2 là 8. 8 phần 3 mà cộng 1, 8 phần 3 cộng 1 nó cũng ra được 11 phần 3. À, một số nào đó thì mình ghi một gạch thôi. Được chưa mấy em? Rõ chỗ này ha. Rồi, bây giờ xét dấu. À, nhìn cho thầy coi hệ số A bằng mấy. Hệ số A trong trường hợp này là bằng 2. Có thấy A bằng 2 không? 2 dương chưa? Dương. Rồi, xét bên phải, có thấy bên phải không? Bên phải bên này nè,
phải không? Cùng dấu hệ số A. Vậy lúc này chỗ này mang dấu cộng. Cộng nè. Rồi bên trái, trái dấu, trái dấu hệ số này là trừ. Rồi như vậy xong cái từng nhị thức bậc nhất chưa? Rồi sau đó mình nhân dấu hoặc chia dấu lại nè. Bây giờ mình thấy nè, biểu thức A của mình là 4x trừ 3 chia 2x cộng 1. Vậy mình thấy nè, mình lấy mình chia đi, cộng chia trừ ra gì? Dạ trừ. Rồi cộng chia cộng ra gì? Dạ cộng nè. Và cuối cùng gì? Trừ chia cộng ra gì? Dạ trừ. Dễ dàng không? Rồi còn một cái chỗ này nè, em để ý nè, nghe chỗ này để bữa sau mình điền đúng chỗ này, hai chỗ này đúng không? Của x thì của cái 2x cộng 1 thì tại vị trí này không, này là một số nào đó. Còn của cái 4x trừ 3 thì tại vị trí x bằng 4/3 thì nó không, nhưng mà vị trí của cái dòng 2x cộng 1 là một số nào đó thôi. Nhưng mà còn tổng quát lại của A thì nó như thế nào, biểu thức A thì nó như thế nào, nghe nghe thật rõ ha. Và các em để ý giùm thầy, chỉ chú ý cái anh nào ở màu thôi. Ở màu biết ở màu không? Biết chưa? Biết biểu thức ở màu ha. Vậy 2x cộng 1 của thầy ở màu nè. Cho nên tại 2x cộng 1 này mà bằng 0, biểu thức của thầy không xác định. Dạ, như vậy ứng với x bằng trừ 1/2 thì cái 2x cộng 1 này bằng 0 nè, thì không xác định nè. Không xác định thầy sử dụng 2 gạch. Đây 2 gạch dọc xuống ha, không xác định. Có nghĩa là khi thầy thay x bằng trừ 1/2 vào biểu thức này, trên tự thầy tìm ra một số, nhưng mà màu thì bằng 0, thì không xác định ghi 2 gạch. Được chưa? Rồi còn tại vị trí x bằng 4/3 thì ngồi coi coi cái biểu thức A của mình như thế nào. X bằng 4/3 thay lên trên tự ra không chưa, mà thay xuống mẫu nó là một số nào đó thôi. Như vậy không chia một số nào đó chính là không. Rồi như vậy là thầy đã hoàn thành xong cái câu A, và công việc của chúng ta chỉ việc kết luận thôi, đúng không? Vậy A của mình có thể là gì? Âm. A âm khi nào nha? Em nhìn lên coi, biểu thức A này, nhìn nguyên cái hàng A này nè, A của mình mang dấu âm khi nào nhỉ? A đây mang dấu âm. Rồi nhìn lên x của mình từ đầu tới đầu, âm vô cùng đến âm 1/2. Rồi A còn mang dấu âm ở chỗ nào? Khoảng này đúng không? Nhìn lên x mình từ đầu tới đầu, 4/3 đến dương vô cùng. Như vậy các em ghi vô thôi, A âm khi nào? Khi x thuộc cái nào? Trừ vô cùng đến trừ 1/2 hợp 4/3 cho đến cộng vô cùng. Và tương tự như vậy, A của thầy Dương kết luận được không? Mấy em kết luận được không? Các em tự kết luận nha. Thầy nói xuống phía dưới này thôi, tại vì phần dưới của thầy hết chỗ rồi, bạn thầy hết chỗ rồi. Vậy A âm xong, bây giờ nhìn A dương. A nè, nhìn ngang cái hàng của nó, ngang cái hàng của A. A dương đây nè, mang dấu dương. Nhìn lên coi x từ đâu tới đâu, x từ trừ 1/2 đến 4/3. Như vậy chỗ này em tự kết luận A dương khi x thuộc âm 1/2 đến 4/3 trong khoảng đó. Rõ chưa? Rồi như vậy các em ghi bài thật rõ cái câu A này vào cho thầy. Rồi em tiếp tục qua câu B nhé. Câu B của thầy như sau. Câu B thầy cho là biểu thức B bằng 1 trừ 2 trừ x phần 3 x trừ 2. Như vậy bây giờ mình nhìn coi, nhìn cho thầy coi, câu B với câu A khác nhau ở chỗ nào, hay là nó giống y hệt nhau? Cho 2 trừ x bằng 0, cho 3 trừ 2 x bằng 0, đúng hay không? À, nếu em cho như vậy là em sai ngay từ bước xác định đầu tiên rồi. Đầu tiên hồi nãy có nghe thầy nói chưa? Đề xét dấu một biểu thức bắt buộc nó phải có dạng thương hoặc tích.
hoặc vừa thương vừa thích trong đó. Trước đây con nè, đây là một cái hiệu đúng không? Hiệu với một cái thương hiệu, thương hiệu chưa xét được nha, nhớ ha. À như vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải quy đồng nè, đúng không? Quy đồng rút gọn lại, biến đổi về thương hoặc tích để mình làm. Và mình nhìn vô, thầy hướng dẫn chúng ta như sau. Bằng, ở đây thầy không viết xuống dưới tại lát nữa sẽ không đủ chỗ, cho nên thầy chừa sẵn rồi. Các em chịu khó thầy viết ngang qua luôn nhé. Bằng quy đồng lên 3x trừ 2 nhân 1, được chưa? Nhân 1 là 3x trừ 2, trừ cho này là 2 trừ x, thầy viết xuống. Tất cả chia, màu của mình là 3x trừ 2. Như vậy cái việc quy đồng hết sức nhẹ nhàng, đúng chưa em? Bắt buộc ha. Rồi quy đồng lên, rút gọn được không? Tới đây rút gọn được chưa? Nhiều em quy đồng xong cái tới đây cái lại ngưng luôn. Cho này bằng không, cho này bằng không, cho này bằng không. Sai hết. Nhớ phải quy đồng xong và phải rút gọn cho thầy. Nhớ chưa? Rút gọn sao? Nhân cái dấu trừ này vào. Rồi nhậm cùng thầy nha. Nhân vào được trừ 2 chưa? Trừ 2 với trừ 2 này là trừ 4 à. Trừ 2 với trừ 2 là trừ 4 à. Được chưa? Đây, đây có trừ 2, nhân vào được trừ 2. Nhân này vào mấy? Cộng x chưa? Cộng x với 3x ra nhiều? 4x. 4x trừ 4. 4x trừ 4. Đây, 4x trừ 4. Rồi, màu giữ nguyên. 3x trừ 2. Tới đây quay về y hệt câu A giờ. Rồi, cho cái tự bằng không, cho cái màu bằng không. Được rồi đó. Nhớ giùm thầy ha. Chứ tới đây em cho 2 trừ x bằng không, cho 3x trừ 2 bằng không. Còn thế này sao? Đâu có liên quan. Được chưa? Nhớ giùm thầy ha. Muốn xét dấu phải biến đổi về dạng thương hoặc tích. Nhớ dùng thầy, nhắc tới nhắc luôn nha. Rồi, thì tới đây thầy cho nè. Cho 4x trừ 4 bằng 0. Cho cái tự bằng 0. Đấy à, có nghĩa mình tìm nghiệm của các nghi thức bậc nhất đấy. Vậy thầy dạy dàng dạy được x bằng bao nhiêu nhờ? 1 chưa? Rồi, tương tự mình có 3x trừ 2 bằng 0. Em sẽ có x bằng bao nhiêu? Chuyển trừ 2 sang, cộng 2 chia 3 sang 2/3. Như vậy bước thứ nhất, tìm nghiệm của các nghi thức bậc nhất xong giờ. Xong rồi chúng ta xét dấu từng nghi thức bậc nhất trong cùng một cái bảng. Rồi chúng ta xét dấu tổng tích cái thương này của mình, nhớ ha. Rồi về bảng xét dấu bước 1 nè. Bước 2, bảng xét dấu, thầy viết tắt nha. Rồi bảng xét dấu của thầy nè, rồi thầy kể tương đối thẳng là được ha mấy em ha. Rồi, hiển nhiên mấy em kể trong tập có thứ kể đàng hoàng thì nó sẽ rất là thẳng rồi. Yeah, đầu tiên x nè. Rồi, cái thứ nhất, dòng của x xác định từ âm vô cùng đến dương vô cùng. Rồi, và cái dòng ở trên x nè xác định từ âm vô cùng, dương vô cùng rồi. Sắp xếp các nghiệm vào, cái nào nhỏ nhất, cái nào lớn, biết chưa? 1 với 2/3. Không biết thì cái 2/3 này bấm máy tính đổi ra coi. Được chưa? Đây 2/3 nó phải nhỏ hơn 1. 2/3 viết xuống nè.
Rồi, 1. Tương tự như vậy thì set 4x trừ 4. À, 4x trừ 4. 4x trừ 4 bằng 0 thì tại vị trí là x bằng 1 thôi. Rồi, x bằng 2/3 thì thay vào đây 4x trừ 4 là một số nào đó thôi. Cho nó một gạch. Xong ha. Rồi, tiếp tục làm sao? Phải cùng trái. Đây, bây giờ bên phải là bên nào biết được chưa? Bên phải nghiệm này. Cùng dấu hệ số A. Hệ số A là số 4. Phải cùng vậy dương. Trái trừ. Được chưa? Rồi, 3x trừ 2. 3x trừ 2 nghiệm nó là gì? 2/3 không. Rồi, tại vị trí x bằng 1 thay vào nó là một số nào đó, nhắc tới nhắc lui ha, cho nó một gạch. Rồi, phải cùng, lúc nào mình cũng điền trước bên phải đó ha. Hệ số A là mấy? 3 dương, phải cùng. Rồi, trái. Được chưa? Rồi, cuối cùng, dòng cuối cùng của mình là gì? Biểu thức B. À, biểu thức B. Quy đồng rút gọn được này. Rồi, và hôm nay thầy nhắc chưa? Rút kinh nghiệm từ câu A. Quan tâm cho thầy cái nào? Cái mẫu số. Tại vị trí mà mẫu số bằng 0 thì biểu thức B không xác định. Biểu thức B không xác định. Như vậy mẫu bằng 0, 3x trừ 2 bằng 0, x bằng 2/3, ứng với x bằng 2/3, biểu thức B không xác định. Được chưa? Rồi, còn tại x bằng 1 thì biểu thức B vẫn bằng 0 bình thường. Rồi, mà vì sao bằng 0 thì giải thích chưa? Rồi ha, giải thích thêm lại lần nữa cho nhớ nè. Tại x bằng 1, 4x trừ 4 là bằng 0, từ số bằng 0. Thay x bằng 1 xuống dưới mẫu, nó là một số nào đó thôi. Như vậy được, không chia một số nó sẽ ra 0. Rồi, tới đây âm chia âm ra dương, biểu thức B dương. Âm chia dương ra âm, dương chia dương ra dương. Rồi, tới đây thầy kết luận. Vậy B của thầy sẽ như thế nào? Dương. Khi nào? Khi x thuộc. Rồi, các em nhìn cái hàng của B nè. Nhìn cái hàng ngang của B. Thấy không? À, B dương. Dương mang dấu cộng nè. Đúng không em? Nhìn lên, x sẽ từ đâu tới đâu? Âm vô cùng đến 2/3. Âm vô cùng 2/3. Hợp với B mang dấu cộng thứ hai, ngó lên, x từ đâu tới đâu? 1 đến dương vô cùng. Đúng chưa? Rồi, B âm. Khi nào? Khi x thuộc. Nhìn vô đây, B âm nè. Nhìn lên, x từ đâu tới đâu? 2/3 đến 1. Đúng chưa? Xong xuôi ha. Và em nào thích nữa thì có thể kết luận B không xác định tại x bằng 2/3. Rồi B bằng 0 khi x bằng 1. Được chưa? Nhưng mà xét dấu khi người ta bảo lập bảng xét dấu các biểu thức sau thì các em làm tới đây là tốt rồi. Như vậy các em nắm kỹ cái phần lý thuyết của nhì thức bậc nhất chưa em? Nhớ ha. Các em về phải luyện tập lại cho thầy. Có thể các em không cần làm gì nhiều, các em coi xong video của thầy rồi các em lấy cái ví dụ thẳng nó ra, ngưng video các em tự làm lại. Làm lại nếu mà được thầy đã nghĩ các em hiểu 80-90% rồi. Còn 10% còn lại là mình luyện tập thêm, là làm những bài khác nữa được nữa thì coi như chúng ta đã nắm rất là kỹ cái phần lý thuyết này rồi. Nhá, học lúc nào cũng khó khăn cả, cho nên thầy mong muốn các em lúc nào cũng phải cố gắng lên. Thầy chào các em.
Rồi tiếp theo chúng ta qua câu C. Câu C là biểu thức C chúng ta bằng 3x bình trừ 10x cộng 3 tất cả nhân 4x trừ 5. À, biểu thức C đơn giản rồi, cho là dạng gì? Dạng tích, đúng không? Và thầy đã nhắc mình rồi, muốn xét dấu được nó phải ở dạng gì? Tích hoặc thương, thương hoặc tích. Nhớ dùng nha, nhớ dùng thầy, nhắc hoài nhắc hoài. Vậy đấy ngon lành chưa? Thôi ở dạng tích chỉ việc cho từng cái bằng không thôi, đúng chưa? Vậy đầu tiên thầy cho 3x bình trừ 10x cộng 3 bằng 0. Rồi mấy em bấm máy tính cho thầy đi. Yeah. Trong khi chờ đợi kết quả của mấy em, thầy ghi biểu nhị thức 4x trừ 5 bằng 0. 4x bằng 0. Rồi x bằng bao nhiêu? 5/4. Rồi bấm máy tính xong, kết quả là bao nhiêu? Đọc cho thầy coi. Rồi như vậy được là x bằng 3 đúng không? Rồi cảm ơn. X bằng 1/3 chưa? Rồi như vậy xong ha. Xong được chỗ này chưa? Xong cho nghiệm rồi, bước thứ nhất xong. Bước thứ hai, bạn xét dấu. Bạn xét dấu. Rồi thì lấy thước thì kẻ cho nó nhìn thẳng hơn xíu ha. Dòng đầu tiên của x nè. Rồi dòng thứ hai, tam thức bậc 2. Dòng thứ ba, nhị thức bậc nhất. Kể xong hết cái đó. Rồi dòng thứ tư là cái biểu thức C. Rồi thì kể này xuống ha. Đây. Rồi tới đây chúng ta bắt đầu điền thôi. Dòng đầu tiên nè, x xác định từ âm vô cùng đến dương. Ha, đây có mấy nghiệm em? Mấy nghiệm? 3 nghiệm. Thầy nói rồi, nhỏ đứng trước, lớn đứng sau, vừa vừa đứng giữa, đứng từ trái sang phải. Rồi vậy số nào nhỏ nhất? 1/3 nhỏ nhất. Rồi em bé này đứng đây. Được chưa? Tiếp theo 5/4. À 5/4. Đây anh này lớn hơn xíu. Đây 5/4. Rồi cuối cùng anh nào lớn nhất? Anh ba. Đây. Rồi sắp từ nhỏ đến lớn. Xong ha. Rồi xong hết. Đầu tiên xét dấu 3x bình trừ 10x cộng 3 đi. Rồi nhìn này là gì? Nhị thức bậc nhất hả? Nhị thức bậc nhất có bình không? Không. Rồi vậy 3x bình cộng trừ 10x cộng 3, tam thức bậc 2 nè. Đây tam thức bậc 2. Rồi tam thức bậc 2 bấm máy tính bằng 0. Được bao nhiêu nghiệm? Có phải 2 nghiệm phân biệt đâu. 2 nghiệm phân biệt thì ngó coi nó là trường hợp 1, 2 hay 3. Trường hợp 3 nè. 2 nghiệm x1 bé hơn x2 nè. Được chưa? X1 bé hơn x2. Vậy x1 à, bạn sẽ dấu y khuôn tại vị trí x1 x2 f x bằng 0. Rồi vậy tại vị trí 1/3, 3x bình trừ 10x cộng 3 bằng 0 nè. 3 tại x bằng 3 nó cũng bằng 0. Rồi x bằng 5/4 cũng y chen vậy thôi. Thay vào thì được một số, gạt xuống. Rồi rồi áp dụng trong khoảng 2 nghiệm trái dấu hệ số A. Đây từ 1/3 tới 3 trong khoảng 2 nghiệm trái dấu hệ số A. Hệ số A là mấy? Số 3 nè. Số 3 dương đúng không? Trái như vậy là âm. Âm. Được chưa? Ngoài cùng, cùng dấu hệ số A cộng
sống chưa? Chỉ sống này thôi, sống cái tâm thức bậc hai nhẹ nhàng. Rồi còn cái nhị thức bậc nhất, 4x/5. Rồi nghiệm là 5/4 đây. Tại hai vị trí này mình thôi, cho một gạch nhắc nhiều ha. Ta làm đều được cả. Rồi nhị thức bậc nhất phải cùng trái trái. Bên phải nè, đúng không? Cùng dấu hệ số 3, số 4. Phải cùng. Rồi trái, trái. Được chưa? Rồi biểu thức C. Biểu thức C thầy nhìn nè, nhanh thôi mà. Nhanh không? Âm nhìn dương ra gì? Dương nhìn âm ra âm. Rồi âm nhìn âm ra dương. Âm nhìn dương. Rồi dương nhìn dương. Và tiếp theo tại vị trí mình nhìn nè, biểu thức C các em để ý giùm thầy, lúc này nó là tích mà. Rồi tại x bằng 1/3 thì cái giờ này bằng 0, không nhân một số vậy nó là 0. Rồi tương tự x bằng 5/4 thì cái nhị thức này bằng 0, không nhân một số nó là 0. Rồi tương tự x bằng 3 thay vào đây là cái tam thức bằng 0, nhân vô cái một số nó cũng ra 0. Rồi như vậy xong cái bảng sẽ giống rõ ràng ha. Và bước tiếp theo là kết luận. Vậy biểu thức C của thầy là gì? Dương khi nào? Khi dương nhìn x thuộc từ 1/3 được khoảng 1/3 đến 5/4 hợp với lại rồi 3 đến dương vô cùng. Tiếp theo biểu thức C của thầy âm, C âm nhìn nè, nhìn cái dòng C này, cái dòng C này nhìn vô âm nè, mình sẽ xong từ cái vị trí âm giống thẳng lên qua x từ đầu tới đâu, giống thẳng lên các bạn, x từ trừ vô cùng đến 1/3 đó. Khi x thuộc trừ vô cùng đến 1/3 hợp với. Thôi nhìn qua đây, tiếp theo có cái dấu trừ nè, nhìn lên x từ đâu 5/4 đến 3, 5/4 3. Rồi hiển nhiên nếu em có kết luận được C bằng 0 thì càng tốt gì đâu, còn không tới đây được rồi ha. Nhắc ha, C bằng 0 khi nào? C bằng 0 khi x bằng 1/3 hoặc 5/4 hoặc 3. Cái phần đó nói thêm, chúng ta kết luận được thế này là tốt rồi. Được chưa? Như vậy nhớ ha. Các em coi lại cho thầy. Rồi, các em nãy giờ đã quen cái xét dấu biểu thức thường đúng không? Rất là quen thuộc rồi. Bây giờ mình qua một cái biểu dấu của một cái tích. Không? Như vậy là lúc này mình thấy nè, tích này là tích của cái gì? Của thứ nhất, một nhị thức bậc nhất với lại một tam thức bậc hai. Có tích có thương thì coi như cho sẵn mình rồi, dâng sẵn lên cho mình rồi. Được chưa? Rồi như vậy ta làm nhẹ nhàng, cho từng cái bằng không. Cho. Rồi cái thứ nhất là cái nào? 11x+3. À cái phần này thầy lấy phần khác viết cho nó rõ hơn. Đây. Cho 11x+3 bằng 0. Rồi x chúng ta là bằng -3/11. Được chưa? Rồi tiếp theo, tam thức bậc 2, -x+5x-7. Rồi bằng 0. Giải coi. Bấm máy tính cho thầy đi. Mod 53 nhập bạch bạch vô các hệ số A, B, C. Xong chưa? Nhập vô báo cho thầy coi. Nó lọt vào trường hợp 1, 2 hay là 3. Nhanh nha. Rồi. Còn bây giờ thầy nhầm cho chúng ta một cái nè.
Delta bằng mấy? B bình. 5 bình lên là 25. Trừ cho 4AC. Trừ 4 nhân trừ 1 là cộng 4. Cộng 4 nhân trừ 7 trừ 28. 25 trừ 28 âm. Âm thì sao? À, vô nghiệm. Đó chưa? Vô nghiệm, ghi chữ vô nghiệm nhỏ nhỏ kế bên nè. Rồi, vô nghiệm. Xong chưa? Vô nghiệm lọt vào trường hợp 1 nè. Và việc này xét dấu dễ dàng chưa? Chú ý ha. Rồi, như vậy bước thứ hai là có bảng xét dấu nè. Bảng xét dấu. Rồi, thế thì kể cái bảng ra thôi. Đây, dòng thứ nhất là cái gì? Là x đúng không? Rồi, dòng thứ hai xét cái nhị thức bậc nhất. Dòng thứ ba xét dấu tam thức bậc hai. Và dòng cuối cùng là kết luận biểu thức đề. Đúng ha? Rồi đây, như vậy lúc này mình có x nè, âm vô cùng đến dương, x xác định từ âm vô cùng đến dương vô. Rồi bây giờ có bao nhiêu nghiệm, bê hết vô nhìn coi, có một cái thôi, thì ghi một cái trừ 3 phần 11. Ghi vô chưa? Xong ha. Rồi tiếp theo, dòng thứ hai xét dấu nhị thức bậc nhất, 11x cộng 3. Rồi, tại vị trí này bằng 0, xét hết sức nhẹ nhàng. Phải cùng trái trái. Quy tắc nha. Quy tắc phải cùng trái. Rồi bên phải thì số A 11 nè, cùng dấu nè. Bên trái trái dấu là trừ, xong chưa? Rồi xong, xong cái nhị thức bậc nhất. Tiếp theo, cái tam thức bậc hai coi. Tam thức bậc hai ghi xuống đi. Trừ x bình cộng 5x cộng 7. Rồi, nhìn vào trường hợp 1 vô nghiệm, cùng dấu hệ số A. Rồi, tại đây một số nào đó, kể nó đi ha. Còn lại là gì? Cùng dấu hệ số A. A trừ 7 thì viết nhầm à, chứ cộng 7 là nó có nghiệm này đấy. Rồi, trừ 7 cùng dấu hệ số A. Hệ số A là số mấy? Trừ 1 là âm, cùng dấu à, trừ trừ, nhẹ nhàng chưa? Rồi tiếp theo, dòng cuối cùng biểu thức D của thầy đấy, trừ nhân trừ ra cộng, cộng nhân trừ ra trừ, quá dễ đúng không? Rồi tiếp theo, không nhân một số, vị trí này không nè, nhân một số nha, không cho ra đâu, được chưa? Và kết luận được chưa? Xong, em kết luận dễ dàng ha. Đây, kết luận. Vậy biểu thức D của thầy như thế nào? Dương khi nào? Nhìn lên coi, nguyên cái hàng của biểu thức D nè, mang dấu cộng là dương nè. Nhìn lên x từ đâu tới đâu? Âm vô cùng đến âm 3/11. Khi x thuộc âm vô cùng đến âm 3/11. Đây. Và cuối cùng biểu thức D của thầy âm khi nào? Khi x thuộc âm. Đây, nhìn cái hàng của D này, âm. Nhìn lên x thuộc từ đâu đâu? Trừ 3/11 đến dương vô cùng. Rồi, chấm phẩy dương vô cùng. Rồi, đó là câu D.